Gặp mà không có quần mà bận quần đó là tiêu rồi. Ở chuồng luôn. Một là bận đồ lam, hai là bận bỏ trong thùng mang dài thôi, con mượn làm cho nó khỏe. Làm cái đó là quá trong thùng sao làm. Thì đó. Đi đựng đồ được kèo. Thì đó. Bỏ áo trong thùng làm sao làm chị? Bởi con suy nghĩ gì? Bởi vì ba bốn đứa nó bận đồ lam không đâu rồi. Ở trong bếp cũng thấy bận khỏe, mình làm công chuyện mình đứng lên ngồi xuống bận đồ tay hả, mấy đứa nó ngủ chung với con mới biết nó bị gì không, bị hâm á. Cái hên là con đem theo cái chai thuốc hâm á, rồi cho thuốc xích hâm chứ không thôi nó đứng không nổi thì nó làm cái gì, cái vòng mà hâm là không có đi đâu được, hâm khó chịu lắm nha, nó nặng nề nha,
mà mình tắm cái nó khỏe nha, rồi mình sức thuốc vô nó khỏe hơn nữa, là tới sáng hôm sau là đi được rồi. Còn mà mình mà hả không sức thuốc ha, để vậy khỏi đi, ngồi đó luôn đi, đừng có đi, nó đau chứ bộ. Mà sao ốm nha, ốm mà bị mấy kỳ á, đáng lẽ như con mập là con hay bị hâm á, con này bé đó, nó ốm. Trời nắng nó vậy chứ không phải mình gì má ơi, trời nắng nó khô cái tự nhiên gan mật mình nó không được lưu thông tốt rồi. À tối anh tối ngủ quá, cảm thấy ngủ quá, tự nhiên giật mình không? Trở về
Thank you.